Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi gặp lại các bạn trong video hướng dẫn Rock City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại hướng dẫn live của tựa game Rock City top 10 công thức ngon nhất, và hôm nay sẽ là xác định top 6 nha các bạn. Có nghĩa là hôm nay chúng ta sẽ like công thức thuộc top 6 trong top 10 công thức like rồng ngon nhất, mà chúng ta chỉ còn lại đó là công thức top 6 và công thức top 8 thôi các bạn á. Cho nên ngày hôm nay để với lại công thức top 6 thì đó sẽ là công thức mà chúng ta sử dụng một chú rồng có hệ thời gian và like với lại một chú rồng có hệ ngoài không gian, và cụ thể đó là chú rồng có hệ happy kết hợp với hệ hoa các bạn á, và cũng là chú rồng mà chúng ta rất quen thuộc luôn các bạn, rồng cô dâu. Wow, với công thức này thì chúng ta có thể là like được ở dưới đây đó là hai chú rồng các bạn nhé. Thứ nhất là chú rồng đầu bếp có hệ là happy ở đầu tiên, và thứ hai sẽ là chú rồng Ai Cập sẽ có hệ hoa ở vị trí đầu tiên nha các bạn. Nói chung đây là công thức top 6. Tuy nhiên thì với công thức này các bạn có thể là tinh chỉnh để mà tùy biến theo với lại chú rồng mà các bạn muốn like trong gọi là hệ đó. Ví dụ như là nếu như các bạn đang thiếu gọi là hệ scale hoặc là hệ magic thì các bạn có thể là chọn chú rồng có hệ scale và hệ magic để mà có thể like ra được đó, một trong hai chú rồng, là chú rồng này có hệ scale đầu tiên hoặc là chú rồng ma pháp sư có hệ magic đầu tiên, thì đó là do sự chọn của các bạn. Còn đối với lại ở trong video top 10 thì khi ấy mình đã lựa chọn ra công thức này thì tại vì lúc đấy là rồng của mình đang thiếu, là thiếu những chú rồng có hệ mà chúng ta đang gọi là muốn like ở đây sẽ là hệ happy và hệ hoa nha các bạn. Với những hệ này thì chúng ta có thể là bổ trợ cho hệ skill nữa đấy các bạn nhé. Cho nên lúc đấy là mình đã bình chọn công thức này lên là top 6. Tuy nhiên thì các bạn có thể là kết hợp cái công thức này với những hệ ngoài không gian mà các bạn muốn like nha. Ví dụ như mình hiện tại thì mình cũng đã gọi là like ở bên Nixari rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cái công thức này. Mặc dù công thức này nhìn ở phía trên khá rườm rà các bạn ạ. Nào là chú rồng Epic có gọi tới 3 chú rồng Epic các bạn ạ. Và 4 luôn á, 4 chú rồng Epic và 4 chú rồng Verirat. Trong khi đó cái tỷ lệ chúng ta ra những chú rồng Legend bên dưới thì sẽ là 2 nếu như chúng ta mở khóa móc 1. Còn nếu như chúng ta mở khóa móc 2 thì sẽ có thể là mở khóa được thêm 2 chú rồng này nữa. Thì lúc mà mình like thì mình đã có lời khuyên đến các bạn là chúng ta chỉ cần mở khóa móc 1 được rồi. Ở đây thì có thể like được một trong hai luôn mà. Nhưng nếu bạn nào chúng ta có nhu cầu có thể mở khóa móc 2 để có gì đó có thể là tăng tỷ lệ hay lên hay là like ra thêm nhiều chú rồng khác nữa hay không các bạn. Ok, phát đầu tiên mình đã chuẩn bị tinh thần cho những phát mà chúng ta không ra rồi các bạn nhé. Chúng mình sẽ cố gắng để hoàn thành cái công thức này nha. Ok, phát đầu tiên. Phát đầu tiên thì mình ra được một chú rồng Epic các bạn nhé. Và đó là một chú rồng đang nghe nhạc, chắc là vậy đó. Rồi, và mình sẽ bắt đầu đến phát thứ hai. Ở đây thì mình không có đơn sao mà mình sẽ gắn vào đó là tim vàng nha các bạn. Bởi vì nhu cầu của mình chỉ là mở khóa ở móc 1 thôi, cho nên là chúng ta không cần thiết phải nâng sao cũng được. Còn nếu như các bạn muốn mở khóa móc 2 thì các bạn phải là nâng sao cho hai chú rồng, sau đó chúng ta gắn tim vàng vào để có thể là tăng cái gọi là thanh màu xanh lên nha các bạn. Đấy, thanh màu xanh của chúng ta chỉ mới tới đây thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ like là lần thứ hai. Ok, và lần thứ hai cũng gọi là ra một chú rồng Epic, no, không phải Epic mà là Verirat nữa các bạn nhé. Đó chính là chú rồng đang có trên lưng là hộp quà đấy các bạn nhé. Phát thứ ba sẽ ra gì đây? Oh yes sir, ra một chú rồng Epic các bạn nhé. Wow, chắc chắn là phải ra rồng Epic rồi. Vì cái công thức này thì lúc mình like thì mình có cảm giác là like bình thường nó sẽ khó ra. Còn nếu mà chúng ta like nhiều á thì lúc đấy cái vận may chúng ta mới cao được. Nhưng mà muốn một lần mà like ra được thì nó hơi là khó đấy các bạn nhé. Ok, dù sao cũng là phát thứ ba rồi. Đây chính là chú rồng Epic mà nãy chúng ta có xem qua, mình chưa có luôn nha. Wow, còn Epic mà cũng có hệ ngoài không gian đầu tiên lại hoa này kìa các bạn nhé. Khá là thú vị đấy, phải không các bạn? Lần thứ tư, và lần thứ tư cũng chưa có xương sẻ rồi. Mỗi lần thì trung bình chúng ta like khoảng tầm từ 6 lần trở lên là sẽ được một quả trứng gọi là Legend các bạn nhé. Không biết lần này chúng ta có cần phải gọi là sử dụng nhiều hơn không? Vì sau lần này thì còn một lần nữa sẽ là lần thứ 8 các bạn nhé. Là công thức thứ 8 chứ.
Đấy, quay. Vậy là chúng ta chỉ cần có gọi là 5 lần thì đã có thể là like ra được chú rồng Legend rồi các bạn nhá. Quá tuyệt vời. Chứ là mình không biết chú rồng Legend này là chú rồng nào. Có thể là chú rồng Ai Cập hoặc cũng có thể là chú rồng kế bên, phải không các bạn? Vậy thì chúng ta sẽ speed cup bằng 11 game và xem thử đây là chú rồng gì. Bạn thử đoán xem phải là rồng đồ bếp không hay là rồng Ai Cập. Xem nào, và đó chính là rồng Ai Cập các bạn nhá. Ok, như vậy là chúng ta đã có một chú rồng vậy hoa ở đây. Thì ý nghĩa của việc mà các bạn sử dụng công thức này đó là các bạn sẽ có những chú rồng ngoài không gian theo hệ mà các bạn mong muốn. Rồi các bạn có thể là like nhiều để mà có chỗ để đánh ở trong những rank ngoài không gian. Nếu đánh không lại thì có thể thả cúp. Còn nếu như các bạn gọi là có một cái quyết tâm cao like ra để mà gánh team thì các bạn cứ like và sau đó chúng ta sẽ nâng sao lên và tới những mùa rank mà có hệ ngoài không gian đấy mình có thể là tạm đánh một khoảng thời gian, hoặc nếu mà các bạn có thể nâng được chú rồng đó lên level cao nữa thì chúng ta cũng có thể là đánh trong một khoảng thời gian mà nó lâu hơn, phải không các bạn? Ok, như vậy là quá tuyệt vời rồi. Mình sẽ thử lần thứ 6, mình còn dư một ô. Ui, cái gì vậy? Phát thứ gọi là 6 ra luôn, ra liên tiếp hai quả trứng luôn các bạn nha. Ôi công thức gì thế này? Thế là bình thường mình không thể mà like dễ như thế này đâu các bạn nha. Có thể là do hiện tại người ta đang hình đấy nên mình sẽ cho cái công thức này ra luôn nha các bạn. Quá tuyệt vời. Như vậy là ôi trời ơi, hai quả trứng Ai Cập luôn các bạn. Lần này nếu như giả sử mình tiếp tục like ra Legend, mình vẫn sẽ cho ra skip game luôn, nói gọi là thẳng là như vậy luôn. Không có đâu, làm gì mà ba lần liên tục được. Ôi cái gì, wow, đây thì không có đâu các bạn nhé. Thực ra là có nhưng mà kiểu là phải hiếm lắm mới được các bạn. Mình cũng gọi là ba lần liên tục like ra Legend, nhưng mà đó là lúc mình like xong rồi mình like lại rồi mình xong like lại, và ba nhà mà mình cùng like ra Legend thì đa phần là hồi đó like Kratos hoặc là kiểu là like ở công thức khác chứ không phải là công thức này. Ok rồi, và như vậy thì chúng ta vẫn là được một chú rồng như này rất là khá là ngon nè. Giờ mình sẽ đặt chú rồng này ra, nhưng mà rất tiếc chưa là hết môi trường rồi. Cách xử lý đó là mình sẽ đến môi trường hệ World và mình nghĩ mình sẽ bỏ được vài chú rồng mà chúng ta gọi là có thể nói chung là phóng sanh ra ngoài các bạn nhé. Ok, mình sẽ gọi là phóng sinh thành công rồi. Giờ mình sẽ cho chú rồng này vào lại ở trong đây. Rồi, yes, thả lại vào môi trường tự nhiên đó. Bây giờ thì thành công là ông ta đã lấy được chú rồng này. Bây giờ mình sẽ gọi là cho chú rồng này ăn lên. Và như thường lệ lượng trái cây đang khá là nhiều, nhưng mà cho ăn lên phải mất tầm 60 nếu như muốn lên cấp độ 40 đấy các bạn ạ. Nhưng mà không sao, dù sao cũng số lượng rồng cũng không phải là nhiều, cho nên mình sẽ cho con này lên vào 40 luôn nha. Mặc dù như vậy thì trái cây chúng ta sẽ còn lại khoảng tầm là 450 mê. Đấy các bạn nhìn trái cây sẽ tục không phân này các bạn nhé. Lên nào, vẫn chưa thấm ư. Rồi, tục rồi các bạn. Đó, từ đầu xuống rồi đó. 54, 53, 52, 51, 50. Ui dồi ôi, biết ngay mà. Khoảng tầm là 60 mấy để bọn ta lên level 40 nha các bạn. Đó, mình sẽ đặt tên cho chú rồng đây. Nói chung là mình sẽ đặt tên là Ai Cập nha các bạn. Đó, ok rồi, yes sir. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại hướng dẫn về công thức nha các bạn. Về công thức thì rất đơn giản, các bạn có thể là vào trong shop, bấm vào chỗ mua bằng vàng nè. Đó, sau đó chúng ta mua gọi là chu rồng thời gian ra. Nếu như các bạn muốn lên sao thì mua nhiều, và sau đó chúng ta đi phân tách ở level tầm 11 hoặc là 16 là ok nha các bạn. Rồi, còn đối với lại là cô rồng cô dâu thì chúng ta có thể là kiếm ở trong đây với việc là các bạn có mảnh của những chú rồng ở ngoài không gian đấy các bạn nhé. Mình sẽ là xem thử nha. Cấp độ cấp R, đấy, mình có rất là nhiều mảnh của những chú rồng có hiện ngoài không gian nè. Và có luôn là cô rồng cô dâu này các bạn. Đấy, thì lúc đấy chúng ta có thể là nhờ vào sự kiện summon để mà summon. Và hiện tại mình đang có sự kiện summon đó.
Đấy, thì mình cần tích nó ốp, những cái ốp này là bình thường mình không cần làm gì, mình tham gia sự kiện là mình cũng đã tích được nhiều rồi các bạn á. Nên các bạn có thể là sử dụng cái lượng ốp này để mà có thể là tham gia vào trong mục đích của mình, rồi summon chú rồng là cô rồng cô dâu hay là những là chú rồng khác ở trên mà các bạn mong muốn. Đấy, như vậy là chúng ta sau khi đấy rồi thì các bạn có thể là chờ đến sự kiện Empower để mà các bạn Empower cho chú rồng cô dâu ở trên đấy luôn, hoặc là có thể là Empower khi mình đã có mảnh của rồi chú rồng thời gian thì sau đấy các bạn có thể là mở khóa được móc 2 và có thể like ra được thêm nhiều chú rồng nữa nha. Đó là cái bước mà chúng ta có được chú rồng, rồi bước mà chúng ta nâng cấp rồi nâng sao đấy các bạn, thì mình cũng đã nói rồi là các bạn mua nhiều. Hoặc ở đây thì nâng bằng gọi là off trong sự kiện là Empower Me Out. Đấy, rồi các bạn phân tách ra ở bên gọi là chỗ của chú rồng thời gian rồi á, thì có thể là nâng cho chú rồng thời gian bằng cái lượng off đã recon đó nha. Còn nếu mà các bạn muốn nâng liền luôn bằng gọi là off epic thì cũng được. Nhưng mà nói chung là off epic đôi khi tương lai người ta cũng có thể là giữ lại để làm cái gì đó, phải không các bạn? Ok, và công thức đã xong và tỷ lệ các bạn thấy rồi, nó cũng gọi là không phải là quá khó, mà nói dễ thì cũng không phải là dễ, nhưng mà mình cảm giác là với những công thức như thế này thì nó khá là ok vì mình đã xếp nó vào là top 6 các bạn nhé. Và like kiên trì, like hoài thì cũng gọi là có ngày chúng ta gọi là có nhiều sao thôi, mình gánh tem thôi, phải không các bạn? Rồi bây giờ thì mình sẽ cho gọi là chú rồng đó vào ở trong chỗ này để mà xem cái hiệu ứng đánh của chú rồng đó sẽ ra sao nha các bạn. Đây là công thức gọi là top 7, giờ sang công thức top 6. Wow, và mình nhớ rằng chúng ta sẽ có hệ hoa nha. Đấy, có hệ hoa là ok đây. Đấy, ok liền, trời ơi. Wow, mình mới nhận ra là chú rồng có hệ hoa của mình là ít đến như vậy sao, mình nhất là có chú rồng tiều phu nữa mà. Cái chú rồng tiều phu đi đâu rồi đó. Giờ thì ông ta sẽ từ từ mà gọi là xây dựng chiêu thức thôi. Wow, vậy là cú đánh của ông ta khá là đơn điệu các bạn. Ta chỉ đơn thuần là vung cây gậy xuống và có một vụ nổ trong hư không bắn xoáy ra. Ôi ôi, bên kia đánh thiệt luôn á. Có phải bên kia là không khoan nhượng các bạn nhé. Chúng ta thì chỉ có thể là sử dụng cái sức mạnh áp đảo lúc ban đầu thôi, chứ còn càng lên cao thì dễ bị hành lắm các bạn nhé. Chủ yếu là người ta xem cái hiệu ứng slow motion, rồi người ta xem là cái đây người ta gọi là cách là như thế nào thôi các bạn. Đó, hiệu ứng đánh rồi người ta xem là cái lối đánh rồi sức mạnh như thế nào. Wow, chí mạng thì mạnh thấm nè. Ok, như vậy là cũng khá là được cho việc là có thêm những chú rồng ngoài không gian để mà bổ trợ cho môi trường ở ngoài không gian khi mà chúng ta có run, phải không các bạn? Còn phải đó có thể là chuyện của tương lai xa xôi, nhưng mà kiểu là bắt đầu bồi dưỡng từ đây để hợp với cái meta là điều mà chúng ta cần phải nắm bắt rồi các bạn nhé. Các bạn cố lên nhé. Rồi, mình đã chờ được cái khoảnh khắc là cô rồng Ai Cập ta gọi là lên được rank rồi. Ghosty. Wow, còn bên đây thì wow, đây thì do là mình chưa có đánh ở đây á nên là quét khá là nhiều, nhưng mà chắc mình cũng gọi là không có can dự vào nữa đâu. Rồi, và video của ta chỉ đơn giản là như vậy thôi các bạn á, nên mình cũng gọi là mong các bạn có thể là hoàn thành được cái công thức là công thức thứ 6 nha các bạn, trong top 10 công thức ngon nhất, loài rồng ngon nhất của tiền Rock City. Ok, video của mình đến đây hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em, chia sẻ cho thầy đi.